Henry nó đang ở ngoài nè. Henry nó đang ở ngoài nè, nằm ở chờ má nó nè. Rosa đâu rồi? Hồi nãy thằng Rosa thấy thằng Henry ở ngoài cửa, cửa kính nó phóng lên cái cửa kính, mắc cười nó giống như là nó muốn nhảy ra khỏi cái cửa kính vậy. Mọi người, nó đâu rồi? Chưa ra cái ghế sofa rồi. Henry nó ngồi chờ xin ăn, mà ngồi chờ xin ăn á mọi người. Để Rosa ra chơi với nó. Hai đứa tụi nó gặp nhau là đánh lộn đánh lạo rồi đó. Rosa nó chạy ra đó. Nó phóng qua cái cửa vui lắm, giống như là nó phóng qua hàng rào đó. Làm mấy đợt vậy là buồn cười quá, thấy mắc cười quá, mới quay phim quên chào cả nhà luôn đó. Đó. Quên chào cả nhà luôn, nó phóng vậy á mọi người. Nó núp về, nó núp về, hồi nó chạy ra nó phóng ra, nó phóng mà giống như là nó tưởng cái kiến nó giống như là vô hình vậy đó. Nó phóng ra, nó xuyên, nó tưởng nó xuyên qua được cái kiến đó. Nó trốn rồi, nó trốn núp lùm á, nó trốn để hồi nó phóng ra. Hello cả nhà, chào ngày mới, cả nhà có khỏe không? Nãy giờ chưa chào cả nhà nữa. Hôm nay là ngày 1. No, hôm nay là tháng 1. Ngày 12 năm 2021. Rosa bây giờ đã ở với má được gần 5 tháng rồi. Khoảng 4 tháng rưỡi rồi. Thời gian qua nhanh quá trời luôn. Con gần được 8 tháng rồi đó cả nhà. Má nuôi gì đâu mà thấy không thấy lớn gì hết trơn à, ốm nhom nhất à, về thằng lòn à. Đó à. Coi nó phóng. Rosa con làm má mắc cười quá. Rosa, Rosa siêu quậy, Rosa siêu quậy, Rosa siêu quậy đâu rồi nè, Rosa siêu quậy nè. Đó, nó lấy đà nè, lấy đà nè, nó có điệu bộ ổn rồi, có điệu bộ ổn rồi. À, dưới cái cây này khó quay, ngồi dậy coi làm biếng, má làm biếng quá, mệt má làm biếng quá. Nó xà siêu quậy nè hả, con chào cả nhà đi, con chào cả nhà đi. Xà siêu quậy nè, muốn quay gần cho con ra cả nhà siêu quậy thấy thằng Rosa nè. Siêu quậy nè mọi người hả, nó siêu quậy nè, nó dậy thần lòn nè, nó dậy thần lòn như cái đòn bánh tét vậy. Nó siêu quậy nè. Nè ba nè, phóng nè, chưa thấy chưa nè. Bây giờ ba nó đi gom gom mặt hàng này nè mọi người. Chà chà chà, lấy lòng lấy lòng. Ba nó bây giờ là đang đang sưu tầm cái đồ này nè, đang sale 3 đồng ốp nè ở Costco nè nó. Lăn 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 lăn, lấy lòng lấy lòng lấy lòng. Đó, lấy lên đựng đóng lông luôn rồi, lấy à, chà mấy nhát lấy lên đựng đóng lông hay không. Đó, ba nó bây giờ là đi đi gom hàng này hả. Đó, mà một người chỉ mua được một một lốc 3 cái thôi ở Costco, muốn mua là phải đi ra rồi lại đi vô hoặc là ngày mai quay lại. Một người lý mịch được có một thôi nha mọi người, bây giờ ở Costco cái gì cũng lý mịch hết. Đó, thấy nó lấy lông hay không. Đó, đây, sáng sáng này nó lấy cái đựng đóng lông luôn á của hai anh em nó, Rosa với Henry. Thấy cả nhà có thấy con lớn không, mấy bác mấy thím mấy chú ông bà có thấy Rosa lớn không? Má con bây giờ là đi đến đâu má con cũng lăn 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 để má con lấy lông á, quần áo là lông không à. Đó, cứ chà lên quần áo vậy là lấy được bao nhiêu thằng lông ra. Bây giờ ba nó mua được 4 lần rồi, được 12 cây rồi. Má chào cả nhà đi nè, bây giờ má nó có chuyện mới, má nó hung nó nè, cả nhà coi má nó hung nó nè. Đó, má nó hung nó nha. Má nó hung rồi. Má nó vô, hung nhưng mà hung vô cái tay má nó. Nè cả nhà thấy cái chân ai trời ơi, Rosa mày làm nó hết hồn. Rosa nó thằng Rosa này phải cẩn thận, nó lâu nó khùng khùng rồi. Nè cái chân con còn màu hồng nè,
đó 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 đó, khùng khùng đó mọi người, nó khùng khùng đó mọi người, phải cẩn thận đó. Cái chân con còn hồng nè, cái chân con còn hồng, tay con còn hồng nè, thấy chưa? À rồi sàn làm nó hết hồng đó sàn. Nó đang lên cơn mọi người, nó đang lên cơn, chắc nó đói bụng, nó đang lên cơn, đang lên cơn à, hung dữ, nó đang lên cơn hung dữ, má nó nè, thân thiết má nó nè. Con chào cả nhà đi, máy bay cả nhà, con đi ngủ đi, má con chuẩn bị cho con đi ngủ, mà trước khi đi ngủ là má cho con ăn rồi con, má cho con đi ngủ. Con máy bay cả nhà đi, hẹn gặp lại nha, bye bye cả nhà, giữ gìn sức khỏe nha, bye bye.